nghe. Tại vì người ta đang đến đây, người ta đây mà mình giới thiệu ở chỗ nào khác. Nhưng mà khi chúng ta nói quán vô lượng thọ, cái vô lượng thọ là tới cái quán vô lượng thọ này, thì người ta nghe được. Mà chủ yếu cái người nghe này là ai? Tức là bà Di Đề Ni, hoàng hậu vợ của vua Tần Bà Sa La và mẹ của vua A Xà Thế, tức là bà Thái Hậu. Lúc bây giờ là thì vua A Xà Thế đó bắt vua Tần Bà Sa La đem giam vào trong ngục để cho chết. Rồi lúc bây giờ bà hoàng hậu này, tức là mẹ của A Xà Thế, cho nên lúc bây giờ là Đức Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói kinh Quán Vô Lượng Thọ này để chỉ cho họ cái cách mà tu để sanh về bên nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Tại vì vua Tần Bà Sa La cũng như là hoàng hậu Di Đề Hy là muốn sanh về thế giới của Đức Phật, cho nên Đức Phật dạy họ cái cách tu để sanh về. Thì đây là gọi là đủ nhân duyên. Đủ nhân duyên thì người ta mới nghe. Cho nên Đức Phật dạy là khi nói những cái gì mà họ muốn, họ nghĩ thì cái đó nghe được. Còn những cái gì mà họ không muốn, họ không nghĩ tới cái đó thì chúng ta không nói và không làm, đôi khi phản tác dụng. Nên bây giờ Đức Phật có dạy cái pháp mà quán tưởng này. Thì khi dạy cái pháp quán tưởng này thì vua Tần Bà Sa La đang ở trong ngục. Nhưng mà khi Đức Phật nói pháp cho bà Di Đề Hy này nghe, thì bà Di Đề Hy này thì nghĩ tới phải chi đó mà vua Tần Bà Sa La cùng nghe đó, thì cái này rất có lợi cho ngài. Thì bà khởi lên cái ý niệm như vậy. Vua Tần Bà Sa La ở trong ngục á, liền nhận được cái ý niệm của bà Di Đề Hy mà liền nghĩ ngay tới Đức Phật. Chỗ này là điều quan trọng mà tất cả các Phật tử nên suy nghĩ để sau này chúng ta có cái hộ niệm. Hộ niệm cho những người sắp chết á. Cái người mà thân nhất á, thì dễ nghe và dễ cảm. Bình thường á, thì ông vua này không nghe được. Mà Đức Phật á, là cũng không gia vị được. Tại sao vậy? Là vì ông không nghĩ tới Phật. Nhưng mà ông á, thì nghĩ tới bà Di Đề Hy. Tại sao nghĩ tới? Là vì những bữa khác á, thì bà này đều ném thức ăn tới cho ông ta. Và cái này tình nghĩa vợ chồng á, thì đã sống gắn bó với nhau như thế. Cho nên á, cái vấn đề nghĩ về bà Di Đề Hy là chuyện này tất yếu. Nhưng mà khi nghĩ về bà này thì trong lúc đó, cái tâm tưởng của bà này đã nghĩ về Đức Phật và muốn cái ông này đó được gặp Phật, cho nên từ cái chỗ đó mà đánh thức cái tâm của ông này vậy. Cho nên liền lúc đó ông này liền nghĩ tới Phật.
Phật. Cho nên nghĩ tới Phật thì ánh quang của Đức Phật nó rọi tới được chỗ này, người ta gọi là nhân duyên. Cho nên giữa ta với Đức Phật A Di Đà nó cách xa, nhưng mà nếu ta có nghĩ tới Đức Phật đó, thì Đức Phật phóng quanh gia vị tới ta được. Mà ta không nghĩ tới Đức Phật đó, thì ta ở bên cạnh Đức Phật ta cũng không nhận được. Chứ quan trọng là chỗ đó nên các Phật tử thấy có người độ được và có người độ không được. Có người ở bên cạnh nhưng mà không nghe được, còn có người ở xa mà người ta nghe được, người ta tu được, là cái lý do thứ nhất. Đức Phật gọi là lý nhân duyên đó. Cho nên cái ông Tần Bà Sa La này là sắp chết rồi mà bây giờ nữa, khi nghĩ tới Bà Di Đề Hy, Bà Di Đề Hy nghĩ tới Đức Phật và muốn ông nghe pháp của Đức Phật thì ông dùng nghĩ tới Đức Phật, mà ông nghĩ tới Đức Phật đó, thì ông nghĩ với tất cả tấm lòng con. Cho nên liền ở trong cái lúc đó đó, ông chứng được cái quả vị ở trong đạo đó, ta gọi nó là quả vị A Na Hàm. Cái quả vị A Na Hàm có nghĩa là sao? Tức là cái khi chết đó, là sẽ sanh về cõi trời. Trong tứ quả của Thanh Văn tu hành đó, thì từ quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm và quả A La Hán. A La Hán tức là thánh ở trên cuộc đời. Còn cái quả A Na Hàm này nó chưa phải là thánh, còn xếp vô hiền, nhưng mà chết rồi đó là sẽ làm thánh. Thế nên có những người sống mà làm thánh đó, thì ta gọi đó là A La Hán thánh. Mà chết rồi đó là làm thánh đó, thì cái trường hợp này ta coi như là người đó đắc quả. Đắc quả A Na Hàm là quả thứ ba, sau khi chết rồi đó mới được gọi là thánh. Thì cái ông này đã liền chứng được cái quả thứ ba này, chứng được cái quả thứ ba tức là quả A Na Hàm. Cho nên chứng được cái quả này đó, thì ông cũng vừa trút hơi thở cuối cùng. Cho nên Đức Phật thấy ông này sanh về trên trên cõi trời gọi là Ngũ Tịnh Cư Thiên. Ngũ Tịnh Cư Thiên là trên cõi trời đó, đó là dành cho các cái bậc mà A Na Hàm quả trở lên được sanh về. Thì ở cái cõi trời này thế nào? Tức là có năm cái điều kiện mà các cõi trời khác có, gọi là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện niệm và sắc khu canh. Trong năm cái này, năm cái này nữa là, cho nên dành riêng cho những người mà tới cái trình độ này thì niệm sanh lên được. Thế nên vô phiền tức là ở trong lòng không còn rai rứt nữa, buồn, buồn mang mát, buồn xa xa vậy đó. Chẳng nhiều khi ta tu nhưng mà ta thấy trong lòng nó mang mát, không biết nó buồn cái gì, buồn không hiểu buồn cái gì nữa. Đây. Nhưng mà cái người nào không có cái buồn mang mát như vậy đó, thì cái trường hợp này sẽ là cái triệu chứng để sanh về trên Ngũ Tịnh Cư Thiên. Cái này tịnh cư, cái chỗ ở của những người tâm là thật. Vô nhiệm tức là không thấy cái nung nấu ở trong lòng chúng ta, không thấy những cái thúc dục ở trong lòng chúng ta, tức là thanh thản. Ta nghĩ người tu mà được tâm hồn thanh thản, không bị kích động nữa, thì cái này đấy gọi là vô nhiệm. Còn cái người mà còn bị những người xung quanh kích động á, thì cái điều họ không sanh lên được. Này dưỡng dưng, đây là dưỡng dưng, tức là ai nói cái gì nói, ai làm gì làm, không còn tác động vô tâm ta nữa. Đó là điều kiện thứ hai để sanh. Thứ ba là thiện kiến. Thiện kiến tức là nhìn thấy sự vật đó, chính xác. Thấy sự vật chính xác rồi, thấy từ nhân chí quả. Tại vì ta không thắc mắc là gì, ta thấy rõ. Cho nên cái thiện kiến hiện ở đây là cái điều thứ ba. Thấy rõ cho nên không buồn, không giận, không bị tác động. Hay là không buồn, không giận, không bị hoàn cảnh tác động thì nhìn sự vật chính xác hơn. Hai cái này ảnh hưởng qua lại. Cái người nào mà tâm đứng yên rồi thì cái người đã nhìn sự vật chính xác hơn. Hay là ngược trở lại đó, là vì không buồn, không giận, không bị tác động xung quanh cho nên nhìn sự vật chính xác. Hai cái này gọi đó là thiện kiến. Tới cái thứ tư gọi là thiện hiện. Mọi vật á, ta thấy cái rõ ràng, điều hiện ra trước mắt. Hiện ra trước mắt mọi vật này là gì? Thế giới gần, thế giới xa, người thân cũng như người quán, tất cả đều
hiện ra đối với ta, nên đây tên là thiện niệm. Thì từ cái chỗ này đó là thế giới chư Phật mười phương cũng hiện ra cho chúng ta để ta chọn. Ta chọn cái thế giới này cho nên đây gọi là thiện niệm. Từ cái chỗ đó đi tới cái cuối cùng gọi là sắc cứu cánh, tức là cùng tồn của sự vật. Không có cái gì mà ta không biết, không có cái gì mà ta không thấy nữa. Thì cái này gọi là trọn. Trọn được năm cái điều này đó là sanh về ngũ tịnh thư thiên. Cho nên ông Tần Bà Sa La đó đạt tới cái trình độ này theo cái ánh quan của Đức Phật Gia Bị, thì lúc bây giờ đó ông liền sanh lên ngũ tịnh thư thiên. Còn bà Di Đà Hi này đó thì liền thấy thế giới Phật mười phương, trong đó có cả thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thì khi mà thấy thế giới này rồi đó, thì bây giờ đó bà Di Đà Hi nói là con không thiết bất cứ một việc gì trên cuộc đời, con chỉ muốn đi về Phật thôi. Và trong lúc mà muốn đi về Phật đó, mười phương thế giới chư Phật này đó, là con thích nhất là thế giới Cực Lạc. Cho nên cái điều quan trọng này đó, là khi ta tu tập, ta có thích cái vấn đề. Thấy cái thế giới đó mà ta thích đó, thì ta mới hướng tâm về và hết lòng ta tu thì ta thành. Thì Đức Phật hỏi bây giờ bà thích cái thế giới Phật nào? Bà nói là con thích cái thế giới của Phật A Di Đà. Thích cái thế giới đó. Bây giờ đó Đức Thế Tôn làm sao dạy con cái cách tu hành để mà sanh về thế giới đó? Cho nên Đức Phật dạy bà Di Đà Hi là 16 pháp quán tưởng. Cái này ta gọi là quán tưởng niệm Phật. Tức là 16 pháp quán tưởng này, khi nào mà quán tưởng thuần 16 pháp này đó, thì bà sẽ bản sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật. 16 pháp quán đó, tu cái này để rồi đó, được Đức Phật A Di Đà gia vị thôi. Chứ không phải chúng ta chỉ niệm Phật không mà chúng ta sanh đâu. Phải kèm theo cái pháp quán tưởng. Tại vì có quán trưởng và ly trần thế thì mới sanh Cực Lạc. Chứ còn không quán tưởng được thế giới kia mà tâm chúng ta đã còn nhiễm trước ở thế giới này thì không thể nào giải sinh được. Đó là cái điều quan trọng nhất của cái pháp môn tu tịnh độ này. Thì bây giờ 16 pháp quán tưởng đó là quán tưởng thế nào? Và nên từ cái phương tiện mà gần chúng ta, rồi lần lần nữa chúng ta có thấy xa hơn. Cho nên cái gần này là chúng ta làm trước, gọi là phương tiện. Thì Đức Phật dạy bà Di Đà Hi này quán tưởng, hỏi đầu tiên là quán tưởng cái gì? Điều thứ nhất đây là quán tưởng mặt trời lặn. Đây có cái điều đặc biệt. Ở bên Nhật á, thì ngày Nhật Liên Thánh Nhân á, thì quán tưởng mặt trời mọc mà đắc đạo. Ngài Thân Loan Thượng Nhân ấy, thì quán tưởng mặt trời lặn mà đắc đạo. Cho nên có hai cái pháp tu. Cho nên cái người tu theo cái pháp hoa của Nhật ấy, thì họ quán tưởng mặt trời mọc. Người tu theo tịnh độ ở Nhật ấy, thì quán tưởng mặt trời lặn. Đây là cái pháp thứ nhất mà ở trong 16 pháp quán Đức Phật. Thì quán tưởng mặt trời lặn ấy, chỗ này để thầy nói thêm chút nữa ấy, là khi mà ông Hòa Thượng Yoshimizu bên Nhật ấy, ông sắp chết tới nơi rồi đó. Ông qua tìm thầy, qua tìm ông Tam Thầy đấy. Thì ông ta mới nói thế này. Ông nói thầy thì làm nhiều việc như vậy, sao mà thầy lại thanh thản được? Còn ông chẳng làm cái gì hết đấy, nhưng mà sao thấy ruột gan như là bị đốt cháy vậy? Dễ nổi nóng, dễ nổi giận cách vô cớ. Ở bên Nhật thì bạn bè cũng chấp nhận không được, gia đình cũng chấp nhận không được. Rồi ông qua đây đó, là ông nương tựa với thầy. Mà nương tựa với thầy đó, thì lại ông làm phiền lòng tất cả những người chung quanh thầy. Đấy là ông nói. Ông ta mới hỏi thầy làm sao mà được như vậy. Thì thầy mới nói với ông đó, thầy nói là ngài tu về pháp môn tịnh độ chắc ngài rõ hơn tôi chứ. Quán tưởng. Thì ông mới hỏi thầy quán tưởng cái gì nữa? Không thể nào quán được hết. Thì bây giờ thầy nói ngài chết tới nơi rồi, cho nên chỉ có cái quán tưởng về Đức Phật A Di Đà và tu theo 16 pháp quán của Đức Phật Thích Ca dạy thì chắc chắn là an ổn.
Thì bây giờ ông mới trực nhớ đó là à, như vậy 16 pháp quán có cái pháp mà quán mặt trời lặn. Đúng rồi. Tôi đã học từ hồi nhỏ, từ trong trường đại học, mà bây giờ đã dục quên mất đi. Đây các Phật có nhiều khi đó chúng ta học, chúng ta nghe nhiều rồi, nhưng mà bây giờ ta quên mất, ta không để ý tới nó nữa. Rồi đó, bất chợt một lúc nào đó đó, tự nhiên ai nhắc cho chúng ta nhớ, ai nhắc chúng ta thì ta liền nhớ cái này. Thì các Phật tử nghĩ sao? Ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói, ta nghe hạt châu cột ở trong áo, nhưng mà ta quên mất đi. Bây giờ gặp cái người bạn cũ nhắc lại ta nhớ chứ. Cho nên ông này cái pháp môn tịnh độ là ông chuyên, còn thầy đó là chuyên Pháp Hoa, chứ thầy không chuyên tịnh độ. Nhưng mà dục á, đau khổ quá, bệnh hoạn rồi chết tới nơi nó đe dọa, rồi đâm ra hoảng hốt, đâm ra sợ, rồi ai làm cái gì trái ý mình, giận, mình buồn, thì như vậy á, tự làm khổ lấy mình. Và nếu lúc ta chết á, thì đi vào trong địa ngục. Khi thầy nhắc cho bạn trong thanh nhớ tới, liền nhớ tới đó, từ đó về sau đó, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, ông cứ nhìn mặt trời. Ông nói với thầy, thầy nó có cái lạ là khi thầy nhắc ông cái điều đó, thì khi ông ngồi ông nhìn mặt trời, ông ngồi trên sân thượng ở giữa trưa, mà ở bên Nhật thì lạnh, mà bên mình thì nóng, mà trưa hè thì nóng gì lắm, mà ông ngồi ở trên sân thượng đó, ông nhìn mặt trời giữa trưa như vậy đó, nhưng mà ông cảm thấy mát mẻ. Thành ra tất cả các Phật tử tu hành đều phải thấy chuyện trời nóng bức như vậy đó, nhưng mà quán tưởng đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy mát mẻ. Rồi cái khi mà đi ra ở ngoài biển đó, ông cũng nhìn cái mặt trời lặn, luôn luôn lúc nào cũng nhìn mặt trời lặn. Thành ra những người chung quanh đó, thì họ biết cái chuyện này, nhưng mà thầy thì thầy biết rõ cái chuyện này. Đây là cái pháp tu của một con người sắp chết và nhất tâm, cho nên chắc chắn có kết quả. Thế nên ông chỉ có ông đã là ngồi nhìn mặt trời lặn và ăn toàn là chanh. Một ngày ông có thể ăn mấy chục trái chanh luôn, mà cái bệnh ung thư của ông tự nhiên biến mất. Cho nên chỗ này tên là Phật cứu. Cho nên Phật cứu tức là Phật gia vị tới. Do đó, đó cái bệnh không hành hạ, không nhức nhối, mà lại là tự nó tiêu mất đi. Thì bây giờ nữa không? Mới nói là trường hợp mà ăn chanh chữa được bệnh ung thư, ăn chanh ngồi nắng chữa bệnh ung thư. Một số người khác cũng bắt chước ăn chanh và ra ngồi nắng để chữa bệnh ung thư, thì ung thư phát nhanh lên và chết sớm. Cái này là sự thật. Trong cái vấn đề tu hành nó có những cái điều mà chúng ta không cắt nghĩ được. Thì như vậy đó, ăn chanh và phơi nắng mà chữa được bệnh thì cái này không phải đâu. Nó còn có một cái khác nữa, mà cái khác đó, đó là nhân duyên được Phật cứu được. Cho nên ngồi quán mặt trời, thì bây giờ đó Đức Phật dạy chúng ta tại sao ngồi quán mặt trời. Ta ngồi ta nhìn cái mặt trời, ta nên nhìn mặt trời để tạo cái sự tập trung. Ngày Nhật Liên á, thì ngồi ban đêm mà ngồi đó nhìn tưởng cái mặt trời mọc lên. Thế nên tưởng cho đến khi nào thấy mặt trời mọc, dùng mặt trời mọc á, lên, nó sáng lên, thì tâm ngài liền sáng và ngài đắc đạo. Ngài thấy được chư Phật, thấy được chư Phật mười phương quan hệ với mình, cho nên ngài đưa ra cái thuyết bổn môn Pháp Hoa. Thế nên ngài nhìn thấy mặt trời mọc mà đắc đạo. Ngài Thân Loan á, thì trường hợp nhìn thấy mặt trời lặn mà đắc đạo. Hai cái quan trọng này á, là quan trọng ở cái chỗ chung đắc đạo. Thấy mặt trời mọc đắc đạo hay thấy mặt trời lặn đắc đạo đó là tùy theo cái duyên của chúng ta, chứ không phải mặt trời mọc đắc, mặt trời lặn đắc, không phải. Cái nhân duyên của người đó nhìn thấy một cái gì đó rồi tự nhiên gợi lên cho chúng ta cái ý niệm, và chính ý niệm nó đưa chúng ta tới đắc đạo và giải thoát. Cái chính chúng ta phải thấy được. Cho nên
Ngài Thân Loan thì nhìn mặt trời lặn. Thì ban đầu nếu ta nhìn cái mặt trời, chúng ta nghĩ cái gì trước? Mặt trời là đem ánh sáng và đem sức sống lại cho muôn vật. Cho nên không có ánh sáng thì chúng ta chết được. Ở trên trái đất này nếu không có ánh sáng mặt trời chiếu tới thì chúng ta chết. Cho nên chúng ta thấy vạn vật tăng trưởng theo theo mặt trời, theo ánh sáng của mặt trời đưa lên. Cho nên anh nhìn về mặt trời. Ta nên nghĩ đó là sức sống. Từ cái chỗ nhìn mặt trời này nữa là nghĩ tới sức sống cho muôn loài. Và nghĩ tới sức sống cho muôn loài này nữa, dùng lúc đó ta lại nghĩ tới Đức Phật. Ta nên nghĩ Đức Phật, so Đức Phật với ánh sáng mặt trời rọi lên trên nhân gian, mở mang trí tuệ chúng ta và tạo cho chúng ta có sức sống. Sức sống này là sức sống tâm linh. Sức sống tâm linh này có ra cho chúng ta đấy, đem ví Đức Phật như là mặt trời. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là nhật nguyệt đánh minh Phật. Ánh sáng của mặt trời rọi vào lòng ta để cho tâm chúng ta sáng lên. Do đó mà nhìn mặt trời đem Đức Phật dạy chúng ta. Ta nhìn mặt trời mà thấy Phật, thế này quan trọng. Còn nhìn mặt trời chỉ thấy mặt trời không á, thì này không được. Nên tất cả các Phật tử khi mà niệm hồng danh của Đức Phật á, điều quan trọng là thấy Phật, chứ không phải là quan trọng ở cái chỗ kêu tên. Không phải kêu tên Phật, phải thấy Phật, phải cảm Phật, phải nghĩ tới Phật. Thấy Phật, nghĩ tới Phật và cảm mến Đức Phật, thân thương, gần gũi, thì cái này là niệm Phật. Cho nên nhìn mặt trời mà thấy Phật, niệm Phật mà nghĩ ra Đức Phật. Hai cái này kết hợp lại để tu hành. Cho nên chỗ niệm Phật nhìn mặt trời, cho nên nó liền nghĩ tới Đức Phật và thấy Đức Phật như mặt trời, đem lại sức sống. Cho nên từ cái chỗ đó làm cho chúng ta sống được. Thì Phật cứu ta là như vậy đó. Thầy nói là Phật cứu ông Yoshimi là cái đó. Ông thấy được Phật trong mặt trời, cho nên ông đặt đạo. Thì cái này ở trong cái pháp quán mà Đức Phật dạy và duy trì quán để sanh tịnh. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là gì? Ta nhìn mặt trời, ta nên nhìn mặt trời lặn. Ta nên nhìn mặt trời lặn. Ta nên ta qua mặt trời lặn ở đâu? Mặt trời lặn về phương Tây. Mặt trời lặn về phương Tây, cho nên ta nhìn theo mặt trời. Ta tưởng theo mặt trời, ta nghĩ theo mặt trời. Tức là ta nghĩ về phương Tây. Ta đang nghĩ về phương Tây theo cái ánh sáng mặt trời, tức là theo ánh quang của Đức Phật á, lần lần á, mà chúng ta tới được thế giới của Đức Phật này. Đây là cái pháp quán của người tu tịnh độ. Ta đang mặt trời lặn rồi, nhưng mà mặt trời trong tâm chúng ta thì không lặn. Các Phật tử nên thấy cho mình. Nó khác nhau, mặt trời lặn thì chúng ta thấy lặn. Nhưng mà người tu tịnh độ mặt trời lặn rồi, nhưng mà tâm chúng ta thấy mặt trời còn sáng thì cái trường hợp. Cho nên có những bữa ông ta ngồi mà tới mặt trời lặn rồi, ông ta vẫn thấy như mặt trời còn sáng. Cho nên chỗ này là cái trạng thái và Phật độ này. Cho nên bảo là có người thấy Phật, không thấy Phật nữa. Không thấy Phật có nghĩa là gì? Mặt trời lặn rồi, ta thấy mặt trời lặn rồi. Bây giờ người đó là bảo là người không thấy Phật rồi. Còn mặt trời lặn rồi nhưng mà ta thấy như mặt trời chưa lặn đối với ta. Tâm tưởng chúng ta vẫn còn theo cái ánh sáng của mặt trời này mà ta đi xa hơn nữa, thì cái trường hợp này nữa là mặt trời chưa lặn đối với chúng ta. Đây là cái cách mà tu hành quán thượng. Thế như vậy đó, khi chúng ta nhìn mặt trời, ta nghĩ đó là Đức Phật mà ta theo Đức Phật rồi đó, từ cái chỗ Đức Phật này đó, mới phóng quang tới gia vị tới cho chúng ta. Thì như vậy đó, ta mới bắt đầu sống ở trong Phật pháp. Thì ta tu như vậy là ta tu đúng đó, cho nên phải có kết quả. Thì Phật gia vị tới cho ta vì ta nghĩ tới Phật, hay là nhờ Phật gia vị tới cho ta thì ta nghĩ tới được Phật? Ta nghĩ tới Phật trước, Phật gia vị tới cho ta, Phật gia vị tới cho ta, cho nên ta nghĩ tới Phật. Từ cái chỗ này nhé, mà cái tâm tưởng chúng ta tập trung vô nghĩ về Đức Phật quá cao. Nghĩ cao như vậy nữa, ta không còn nghĩ cái gì khác nữa. Cái này gọi là chánh niệm, hay là nhất niệm, hay là nhất tâm bất loạn, cái tu hành. Còn tạp niệm thì cái trường hợp này không có kết quả.
Cho nên tất cả các Phật tử tu mà ở cái dạng tạp niệm thì không kết quả, tới cái dạng mà nhất niệm nhất tâm đó, thì cái trường hợp này có cái kết quả như là thầy vừa nói đó. Rồi khi mà quán tưởng cái mặt trời lặn, cái thứ hai nữa Đức Phật dạy cái này, tức là quán tưởng nước, tên là quán tưởng biển. Cho nên khi mà chúng ta quán tưởng biển, ra ngồi ở cái biển để mà nhìn mặt trời lặn, hồi nãy chúng ta ngồi bất cứ chỗ nào ta cũng nhìn theo mặt trời lặn. Bây giờ rõ hơn, ta nhìn mặt trời lặn là ta nên nhìn ở biển. Ta nên ở biển để nhìn mặt trời lặn. Cho nên có lần mà thầy đưa ông ta ra ngoài chúng ta ở tỉnh xác một bích, thì ông ta lại ngồi ở trên cái sân thượng đó, ông ta nhìn thấy mặt trời lặn xuống biển. Mấy cái cảnh mặt trời lặn ở trên biển thì cái này đẹp. Cho nên tìm một vị trí để mà tu quán này quan trọng. Nên ai mà tu tịnh độ thì thầy nghĩ là đi ra Vũng Tàu tu thì tốt. Ở tỉnh xá Ngọc Bích mà nhìn xuống thì thấy mặt trời lặn rõ. Còn cái chỗ thứ hai nữa có thể tu tịnh độ được đó là ở trên Đinh Sơn Vũ Thiền Thượng. Cho nên thầy nghĩ đó, các vị tổ tu đắc đạo trên đó có lẽ là các ngày tu tịnh độ là các ngày hướng tâm. Tại vì ở trên núi thì bãi nhìn mặt trời lặn dưới biển rất là đẹp. Khi nào các Phật tử có đủ nhân viên đi lên núi thì dạy, mà ở buổi chiều xem, thầy dắt ông Yosim lên đây, ông rất là thích. Tại ở trên núi nhưng mà nhìn thấy được mặt trời lặn xuống biển, tức là nhìn thẳng ra cái hướng Vũng Tàu đó, thì chúng ta sẽ thấy mặt trời lặn xuống biển, lặn xuống trên trời. Tại ta ở trên cao ta nhìn xuống, cho nên ta không bị vật vật chứng ngại. Thế nên chùa Linh Sơn Vũ Thiền Từ chúng ta đó, lại là nó nằm ở cái phía núi mà phía mặt trời lặn. Cho nên buổi sáng mặt trời mọc lên đó, thì chúng ta không bị cái nắng chói. Nên là tất cả các Phật tử mà lên núi Thì Bài đó, thì đi từ sáng mà đi cho tới 10 giờ trưa là không thấy sáng, không thấy nắng. Nhưng mà cho tới chiều á, 3-4 giờ chiều đó, là chúng ta vẫn bị ánh nắng chói vô trong cái đường chúng ta đi xuống. Tại vì có bữa đó, các Phật tử nói thôi, bây giờ 2 giờ mình xuống thầy. Thầy nói là 2 giờ còn nắng lắm. Thì bây giờ tất cả các Phật tử nghĩ là 2 giờ thì mát rồi chứ. Nhưng mà cái chùa Vũ Thiền đi xuống núi đó là tới 4-5 giờ đó mà ánh sáng vẫn còn chiếu vô, còn nắng vô. Tại ta ở trên đó, trên đỉnh núi này, mà ta nhìn, ta thấy mặt trời lặn, ta nhìn, ta thấy mặt trăng lặn, thầy thấy đẹp quá. Cho nên người xưa ta tu, ta chọn một cái cảnh để mà người ta tu. Thì ngồi đó để mà quán tưởng, để mà nhìn mặt trời lặn, nhìn như vậy lâu ngày nó thuần đi. Cho nên lúc bây giờ thầy nói là mặt trời lặn mà chúng ta thấy là Đức Phật. Cho nên lặng ở trên thực tế mà không mất ở trong lòng chúng ta. Lúc đó chúng ta vẫn ngồi và vẫn tưởng như là mặt trời còn đối với chúng ta. Cho nên Đức Phật khi mà đi thăm người ta làm nông, rồi thấy cài đứt lên những con trùng, rồi mấy con chim tới ăn, rồi thấy thợ săn bắn chim, nhìn thấy những cảnh này đó, thì Đức Phật thấy đau lòng. Cho nên ngày tìm một cái cội cây ngày ngồi, thế nên ngồi dưới cội cây nhập định, rồi tới cuối cùng gì, cho đến mặt trời lặn mất rồi, nhưng mà đối với ngài tưởng như là chưa có, thì cái này là cái pháp tu gọi là mặt trời lặn ở bên ngoài nhưng mà không lặn ở bên trong tâm. Cho nên nếu có một người nào đánh thức chúng ta đã giật mình ấy, thì trường hợp rõ ràng là không biết đó là mấy giờ. Nếu ai mà có tu quán tới cái mức thuần rồi thì sẽ thấy. Thế nên ta cứ ngồi, ta cứ tưởng tại mặt trời lặn rồi mà ta vẫn thấy như mặt trời còn đối với chúng ta, thấy bằng tâm chúng ta đó. Thì tới khi nào có một người nào đó đánh thức chúng ta vậy, ta giật mình đó, thì trong đó này có thể là 1-2 giờ khuya cũng biết chừng. Mặt trời đã lặn cách đó 6-7 tiếng đồng hồ rồi mà ta tưởng như là chưa lặn. Cái này là người đã quán tưởng mà thuần. Cho nên khi mặt trời lặn rồi, ta quán tưởng này xong rồi nhé,
Tới bước thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta quán, quán tưởng nước, nước tức là mặt biển. Cái này là mượn nó, mượn cảnh. Thành ra nhìn mặt trời mà tưởng Đức Phật. Bây giờ đó, quán tưởng nước, thành ra mặt nước nó phẳng, mặt nước nó phẳng. Cho nên đó, ta quán mặt nước, để rồi đó, ta hình dung ra cái thế giới cực lạc. Tại vì thế giới cực lạc, Đức Phật nó là nó bằng phẳng, chứ nó không có gò động giống như thế giới ta mà. Tức là bằng phẳng. Mà bằng phẳng thì ở đâu bằng phẳng nhất? Tức là mặt biển, mặt nước là luôn luôn bằng phẳng, mặt hồ là bằng phẳng. Cho nên những người tu quán cảnh Tây Phương đó, là còn nhiều ta quán mặt hồ, quán mặt nước. Cho nên mặt hồ và mặt nước mà đây thường người ta hay nói cái là hồ thu đó, tức là lấy mùa thu là chính. Thành mùa thu đó, thì cái trường hợp đó không có bão táp, cho nên là mặt nước luôn luôn phẳng. Thành ra trên mặt nước mà có sóng to gió lớn khác, mà mặt nước phẳng khác. Cho nên từ cái chỗ đó quán mặt nước phẳng tới cái tâm chúng ta phẳng, để chúng ta thấy được cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là phẳng, bằng phẳng, chứ không có cao thấp. Nên cách này đó là tại đấy cái người Nhật họ thiết kế cái thành phố cổ, cái thành phố Kyoto đó, là họ thiết kế theo cái mô hình cực lạc mà của Ngài Thanh Loan Thượng Nhân quán tưởng và thấy. Ở trên thế giới này không có thành phố nào giống cái thành phố này. Tức là đường là bảy con đường này thẳng hàng. Nước Nhật thì đồi núi nhiều, nhưng mà riêng thành phố Kyoto đó thì rất thẳng. Có những con đường thẳng và những cái hàng cây, mỗi đường như vậy nó trồng một cái loại cây khác. Và đường ngang, đường dọc y như mặt cờ, chỉ có thành phố Kyoto chứ còn Tokyo cũng không có gì. Cái này để bảo là mô hình tịnh độ tại nhân gian, tức là xây dựng cái tịnh độ thì họ làm như vậy. Thì bây giờ đầu tiên đó, là ta quán phẳng. Mà quán phẳng đó, thì Đức Phật dạy đó là chỉ có quán mặt nước mới phẳng được, chứ mặt đất ở trên thế giới ta bà này là không phẳng. Cho nên quán mặt nước. Vì vậy đó mà cái tu hành của chúng ta đây, ban đầu Đức Phật gọi là tâm địa quán này. Bảo là tâm chúng ta là đất, tâm ta là mặt đất. Nhưng mà mặt đất này đó, thì cái trường hợp này không phẳng. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, chúng ta tìm mặt đất phẳng, tức là ở bên Tây Phương Cực Lạc. Mà bên Tây Phương Cực Lạc mặt nước phẳng đó, nó bằng lưu ly. Mặt nước, mặt đất ở bên kia bằng lưu ly. Mà lưu ly đó là gì? Lưu ly là cái cao nhất. Thành ra lưu ly rồi tới pha lê rồi mới tới nước. Thành ra nước đó, nó trong suốt, nhưng mà trong không bằng pha lê. Thành ra khi mà nước đóng băng lại đó thì thành pha lê, tức là trong suốt như là pha lê. Đây chúng ta gọi là nước đá. Thành ra nước đá hay là cái trường hợp mà hoa trời rơi mà ở trong kinh thường nói đó, cái này là pha lê. Tức là chỉ cho những cái giọt nước mà từ ở trên trời bị đông đặc trở lại, rơi xuống, khi cái ánh sáng mặt trời chiếu qua đó, nó biến thành pha lê. Cho nên cái công đức của Đức Phật A Di Đà biến cái thế giới kia thành cực lạc. Đức Phật là tiêu biểu cho ánh sáng mặt trời chiếu qua cái viên lưu ly pha lê này đó, thì tạo lên thành ánh sáng muôn màu. Cho nên đó, chúng ta quán tưởng là quán tưởng cái mặt nước. Từ cái chỗ mặt nước phẳng này đó là ví cho cái tâm chúng ta. Cái tâm chúng ta là tâm địa, mà địa này đó là thủy địa, tức là từ mặt nước. Mặt nước này biến thành đá, biến thành pha lê trước. Cho nên đó, ta lại thấy phẳng và trong. Từ cái phẳng và trong này đó lên bước nữa đó, nó thành lưu ly. Thành ra pha lê và lưu ly hai cái này. Mà lưu ly đó, thì cái trường hợp này là chỉ cho thế giới của Đức Phật. Còn pha lê là chỉ cho thế giới ta. Thành ra pha lê là giả. Thành ra từ cái chỗ pha lê này đó, rồi tiến tới cái chỗ lưu ly là cao hơn. Thành ra tới cái chỗ lưu ly cao hơn, rồi lên tới cao hơn một bước nữa đó, đó là gì? Mani. Cho nên đó, ta thấy ở bên thế giới cực lạc, nước là mani. Mani tức là ngọc. Thành ra từ pha lê lên tới pha lê rồi tới lưu ly rồi lên tới ngọc.
Ngọc Mani. Ta nên Ngọc Mani là tới cái chỗ mà trong suốt nhất của nó. Đây là chỉ cho thế giới Phật. Thế giới Phật như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta quán như vậy đó, chúng ta quán tưởng. Mà tùy theo cái trình độ quán của chúng ta thấp và cao này đó, mà tâm chúng ta nó cũng trong suốt lần. Tâm chúng ta trong như pha lê thì cũng tốt rồi. Tâm chúng ta tiến lên thành như lưu ly, cho đến tâm chúng ta tiến lên thành đá Ngọc Mani thì cái này là cao nhất. Mà cái khi đó chúng ta đã tiến lên tới tới lưu ly rồi đó, thì cái trường hợp này mọi người nhìn thấy ta là đẹp, mọi người thấy ta là kính trọng. Nhưng mà hãy ta tiến lên bước nữa, ta quán cái này thành công mà cho tới tới cái gì? Mani. Mani tức là cái thế giới của Đức Phật. Nước ở bên thế giới Đức Phật A Di Đà là Mani. Cho nên người ta gọi là lưu ly quả đất trong ngầm. Mani có nước trong tầng chảy quanh đấy. Nước này chảy. Nước đó là trở thành nước tám công đức. Cho nên nước tám công đức, cho nên tất cả mọi người lúc bây giờ nhìn thấy ta, nghe ta thì tâm liền được an vui thanh tịnh. Trên trên bước đường tu này cao thấp khác nhau chỗ đó. Người thấy ta phiền não phát sanh là nghiệp chướng trần lao. Người ta thấy ta dưỡng dưng thì cái trường hợp này ta đã đạt tới pha lê. Người thấy ta mà tâm được an vui giải thoát là đã tiến gần tới, gần tới cái thế giới mà Mani, Mani bảo trong. Cho nên cái Mani bảo trong này đó, nó mới gắn liền với tám công đức, gọi là nước tám công đức. Cái nước tám công đức này là Phật tử nghĩ nó là gì? Tại trong cái hồ của Đức Phật A Di Đà đó, là nước trong này là nước gọi là nước tám công đức. Cho nên Đức Phật nói là ở cái thế giới ta bà này đó có nước tám công đức. Nhưng mà nước này ở đâu có? Ở trong lòng núi Tu Di mới có nước tám công đức. Còn ngoài này không có nước tám công đức. Mà bây giờ ở bên Tây Phương đó, cái hồ này đó là hồ sen này có tám công đức thủy ở đây, bạn cũng thủy. Cho nên ai mà lọt vô hồ đó thì bảo đảm được giải thoát, không còn phiền não gì nữa hết. Cho nên cái tám công đức này đó là cái điều thứ nhất này, tức là cái nước này là cái nước rất tinh khiết. Cho nên Đức Phật ở thế giới ta bà chúng ta đây đó mà đào sâu vào ở trong trong lòng giữa núi Tu Di thì thấy. Và đây đó thầy nói là không biết là đào tới đâu đó, trong thế giới mình. Nhưng mà gần đây nhất đó, là ta đi xuống dưới nhà máy nước La Vì, ta thấy không biết nó khoan xuống dưới bao sâu dưới đó mà tự nhiên cái nước đó tinh khiết sanh ra. Thầy nói lúc tám công đức này, điều thứ nhất là tinh khiết. Nhưng mà mượn cái nước La Vì tinh khiết này đó để chúng ta tưởng, chứ quý vị đừng nghĩ là La Vi là nước ở bát công đức của Phật, đó nhưng mà đây bảo đảm là nước tinh khiết. Đây mới được cái thứ nhất là tinh khiết thôi. Thế bây giờ cái thứ hai nữa là cái tinh khiết này nè, nếu mà chúng ta lên trên lên sơn vũ thiền tự ta tu, ta thấy cái mạch nước mà thầy chọn á từ ở trong lòng núi chảy ra đó, cái này điều này rất đặc biệt. Tức là tất cả ở dưới chân núi khi mà nước tắt mạch hết rồi đó, thì cái mạch nước ở dưới cái tượng Đức Phật Di Đà nó vẫn tiếp tục chảy ra. Mà cái nước đó nó có cái tính cách đặc biệt mà ta hình dung ra được đó là nước công đức của Đức Phật. Tại vì thường là nước ở trên núi, trên suối thì thường thường là hay độc. Nhưng mà cái nước này á, cái nước này là không độc, cứ lấy uống vô là thấy khỏe liền. Ta leo núi mà lên ta đó mệt đó thì lấy uống như vậy nó vô khỏe, lấy nước từ đây uống thôi, khỏi cần nấu, khỏi cần gì hết. Nó có cái tính chất tinh khiết và vô trùng là. Mà nếu lấy cái nước này đó mà chế với Tài Thái Nguyên uống thì được. Cho nên nhiều người đi lên trên núi Thị Bãi để lấy nước đó về mà chế vào trong Trà Thái Nguyên. Mà Trà Thái Nguyên còn phải lấy thêm cái ấm đất, mà cái ấm mà mạnh thần đó, của Trung Quốc đó. Chứ còn nếu mà ấm sắt thì cái trường hợp cũng mất mùi. Cái ấm đó, mà ấm đất mà cái ấm mạnh thần có cái đặc biệt.
là bỏ trà của nó chế để cả tháng không trưa cái này nè. Cái này là đặc biệt của cái ấm đó nè. Rồi là lấy nước ở nước thì phải chế vô trà Thái Nguyên trong cái ấm đó đó, uống thử xem. Thì chúng ta sẽ thấy này. Cái nước không cái này. Mà thường á, là nhiều người nói với thầy này, nó hồi nào giờ nói về cái trường hợp mà không có tắm nước lạnh được. Nhưng mà sau lên ở trên núi thì bãi đó, rồi đó, đổ mồ hôi như vậy đó, mà tắm rồi nó tự nhiên khỏe mà không bệnh. Thầy bảo nó nước công đức. Thầy nói nước công đức chứ không ai, nước tắm công đức chứ không. Tắm công đức sợ ta lầm với nước ở dưới ao của Đức Phật A Di Đà. Cái này là cái ao của Đức Phật A Di Đà, mà Đức Phật A Di Đà này, Đức Phật A Di Đà bằng xi măng, bằng đá, chứ không phải Đức Phật A Di Đà thiệt. Nhưng mà cái ao bát bảo của Đức Phật A Di Đà thiệt đó, thì đầy đủ tám công đức. Còn cái này đó, tại vì có một cái mạch nước rất đặc biệt, nên thầy dựng cái tượng Phật A Di Đà trên cũng tiêu biểu chỗ này nè, là tiêu biểu tượng trưng cho nước tám công đức, tượng trưng. Cho nên nó được một số như thế. Tức là nước nó rất lành, nước rất lành, rất mát, rất trong. Cái này có những cái điều kiện đặc biệt. Còn cái vấn đề thiết kế mà bát công đức của Đức Phật A Di Đà bên đó, đó thì khi nào các Phật tử về tới là thấy. Về tới là thấy, chứ còn ở đây thì không có thể có cái gì so sánh được. Tại vì chỗ này có một cái điều mà rất quan trọng đó, là vì pháp quán. Cho nên Đức Phật nói là nếu mà khi ta quán thâm nhập vào trong cái ao nước tám công đức này của Đức Phật A Di Đà rồi đó, thì nó có cái điều là cũng là cái nước đó. Nhưng mà hãy ta nghĩ nóng thì nó nóng, mà ta nghĩ mát thì nó mát. Cái này là cái đặc tính của nước tắm không được. Nên hãy trời lạnh thì quý Phật tử lấy nước ở hồ này ra tắm thì thấy nó ấm. Nhưng mà hãy trời nực thì ta lấy nước này ra ta tắm, nó lại mát. Khi nào lên ở trên nước thì phải được vài ba ngày được thử đi. Hãy trời nóng thì nước này mát, nhưng mà trời lạnh đó, thì nước này nóng. Qua tới mùa đông nó các Phật tử lên rồi lấy nước đó mà tắm thử xem có ấm không lạnh không run nữa. Cái này là cái điều rất là đặc biệt mà có nhiều người đã nói với thầy. Thì cái này đó, thầy nghĩ là những người đó có lẽ là những người đã có cái tịnh nhân, có cái nhân duyên đối với núi này, có cái tịnh nhân đối với Đức Phật A Di Đà, cho nên lấy nước từ ở dưới như núi này đem ra đó, mà cũng là ấm mà cũng là mát. Còn nếu mà ai lên đó mà tắm rồi vậy mà bệnh á thì là biết ta không có nhân duyên với Đức Phật này rồi, không có nhân duyên gì nữa. Thôi giờ mình nghĩ cho người ta dạy một sáng. Ông ta không thần,
đó là người ta cũng thắc quán của mình. Thậm chí có những người mà họ quán tưởng về ma quỷ. Ma quỷ thì cái trường hợp có người họ luyện, chúng ta gọi là luyện cái thiên cái, tức là những người mà chết quan ức, chết quan ức rồi thì người ta luyện cái đó, tức là người ta quán tưởng về cái quan ức, người ta quán tưởng về cái quan ức, hoặc là họ quán tưởng về cái tình cảm quý vị. Cho nên cái này cũng vậy, là chúng ta tu hành này, chúng ta phải nên cố tránh cái đó. Thành ra những cái người mà họ có những cái tà thuật, còn nhiều họ có cái quan hệ thấp tu này,